Nên anh muốn đi lúc 6 giờ coi mặt trời mọc á. Nhiều người ta trượt vô trong này luôn rồi. Trượt vô trong này luôn. Tôi thấy có đường trượt luôn. Đó, trượt lại lại bên này này đường nè. Bên này này, bên này lại nè. Bây giờ nối cái qua cắt treo bên kia ha. Cắt treo này. Đây núi đó ha. Đây nó tuyết rất là nhiều. Trên này hôm nay trời nắng mà nó cũng thời tiết là ok, không có mưa, không có tuyết rơi, rồi tuyết cái này là đúng là thời tiết đẹp để mình được đi trượt tuyết đó. Thank you.
trên này nguyên một khoảng mênh mông để mình trượt tuyết xuống rồi. Càng đi lên trên núi cao nè, đây người ta ông già này ông đi trượt đi xuống nè. Dốc cao à. Càng lên chỗ này dốc nó càng cao nè. Dốc đây cao lắm. Cái này chắc mình phải trượt từ từ xuống chứ té nên. Lâu rồi mình trượt cái cổ chân mình nó hơi bị cơ cứng lại trong. Đây chắc treo thì nó ngồi lơ lửng đây, nó không có cái chắn ngang ở đây hả, không có chắn ngang ở đây, nó cũng thấp không cao, rơi xuống nó chân nó cũng hơi đau nữa. Khu trên này đó, từ đây thấy trượt xuống rồi phê lắm đó, cao hẳn lên trên kia rồi ha, ngồi trên kia mình không thấy dưới luôn, cao quá trời cao à. Có cắt treo này nghỉ nặng có thể ít quá lên hẳn trên kia rồi. Cáp treo đang bị sự cố nó dừng lại, đang phải dừng lại. Càng lên trên cao nó càng lạnh đúng không? Hôm nay ấm nhưng mà nó lạnh hơn ở dưới không? Chưa có cảm giác trượt chân á, nên là cái cổ chân nó hơi bị đuối. Cái cáp treo bên kia có vẻ thấp á, cáp treo bên kia thấp á, dành cho bên kia không có một cái cáp treo đó. Đó, đây một cái cáp treo.
treo đây, còn một cái cáp treo trên kia nữa. Cáp treo trên này chắc không phải khó đi hơn.